Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 và các mô hình giải pháp ứng dụng tiện ích thực hiện trong thời gian qua. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên. Tính đến ngày 25 tháng 10, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên là 88%. Toàn tỉnh có 192 trên 193 cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. 100% cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí, các khoản lệ phí không dùng tiền mặt theo đúng lộ trình đề ra. Lực lượng công an toàn tỉnh cấp căn cước công dân cho trên 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên đạt 99,5%. Đã kích hoạt gần 60% tài khoản định danh điện tử, thực hiện đồng bộ thông tin và xác thực trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 94%. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên có trung tâm điều hành thông minh IoC kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hưng Yên là địa phương đăng ký thực hiện đầy đủ tất cả 43 mô hình của đề án. Cho đến nay có 13 mô hình điểm đã được triển khai và có kết quả, 19 mô hình đang triển khai, 11 mô hình chưa triển khai. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận, biểu dương các cơ sở và địa phương tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 06, các mô hình đạt kết quả cao, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế và phương hướng giải quyết để các đơn vị sớm khắc phục trong thời gian tới. Thời gian tới thì tôi cũng đề nghị, thứ nhất về mặt truyền thông sẽ phải tiếp cận theo hướng là nó sâu hơn, chi tiết hơn. Cơ quan chuyên môn cung cấp những cái tài liệu làm sao mà phù hợp nhất, đấy, nó gắn với các đối tượng và nó gắn với các nội dung. Đấy, mà theo nghĩa là có cả bao quát, nhưng theo cả nghĩa là có cả chuyên sâu, từng khía cạnh, từng ngành, từng lĩnh vực, thế mà nó gắn với từng cái mô hình. Cái gì mà nó thuận lợi làm trước, cái gì nó khó khăn làm sau thì nó mới tạo cho mình cái động lực. Toàn bộ cái đề án 06 thì cần phải được nghiên cứu thường xuyên đấy. Chứ nếu mà không nghiên cứu, không hiểu đâu. Đơn vị chủ trì cũng phải nghiên cứu sâu này, đơn vị phối hợp phải nghiên cứu sâu. Thế mà nó gắn với các địa phương thì đương nhiên các địa phương cũng phải chủ động. Từ nhận thức rồi thì nó phải có kế hoạch thực hiện. Thì từng ngành có kế hoạch thực hiện, thế và từng địa phương có kế hoạch thực hiện. Kế hoạch này thì nó trên cái cơ sở kế hoạch khung, chúng ta sẽ có kế hoạch sát hợp hơn.